Em chào ô tô Thành phố Hải Dương, hôm nay lên sóng cái mẫu xe Chevrolet Captiva. Sản xuất năm 2007 và đăng ký lần đầu năm 2008. Chiếc Captiva số tự động, máy xăng 7 chỗ nhá các bác nhá. Dòng này là dòng máy xăng số tự động. Các bác nào mà đang quan tâm dòng này thì các bác hãy alo cho em. Và nhà 7 chỗ thì rất là nhiều nhá. Như là dòng Everest này. Rất là nhiều, hai chiếc Everest luôn, máy dầu. Cũng với tầm tiền như là chiếc Captiva này. Và 7 chỗ khác nhà em cũng rất là nhiều nhá. Đây bãi xe rất là nhiều xe để các bác đến xem và lựa chọn. Đấy, các bác vui lòng đến địa chỉ số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương để được xem xe và cảm nhận thử những chiếc xe anh em hiện tại đang có ở bãi nhá. Đấy, rất là nhiều xe, luôn luôn có tầm khoảng vài chục chiếc xe, gần trăm chiếc xe để cho các bác đến xem và lựa chọn. Đấy, 7 chỗ thì cũng luôn luôn có tầm khoảng 1-2 chục chiếc nhá. Các bác nào mà quan tâm đến cái dòng Captiva như này thì các bác xem kỹ video này của em. Em sẽ làm video thật kỹ tới các bác xem. Đây, một chiếc xe màu đen, biển 34 chính chủ Hải Dương luôn nhé. Và xe thì cực chất luôn, độ zin còn rất là cao. Tí em sẽ quay chi tiết tới các bác xem về chiếc xe này nhé. Đây, một chiếc xe rất đẹp luôn nhé. Đây em quay sơ qua phần nội thất cho các bác xem này. Đây nội thất của xe đây nhé. Một nội thất rất là tươi, rất là tươi luôn nhé các bác nhé. Đấy, những con khóa ốc đúng không ạ? Đây, rồi những cái vách cửa đây bác xem, những con ốc vít nó vẫn còn màu mực của nhà máy đúng không ạ? Bây giờ thì em đang quay sơ qua tới các bác xem về chiếc xe Captiva này. Một lát nữa thì em sẽ quay chi tiết từng phần một để tới các bác xem một cách được chi tiết nhất nhé. Bận quá không có thời gian để lên sóng các bác. Nhà rất là nhiều xe luôn nhưng mà cũng tranh thủ thôi. Tại vì khách đến thì cũng khá là đông, cũng tiếp khách đến xem và làm những cái việc khác nữa, cho nên là ít khi có thời gian lên sóng. Nhưng mà bác nào quan tâm thì cứ đến trực tiếp cửa hàng em nhé. Nhà em rất là nhiều xe với tập tiền từ 100 triệu cho tới 500-600 triệu nhé. Và các bác hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để được tiện theo dõi hơn. Khi em đăng lên thì các bác sẽ biết liền những cái mẫu xe em đăng lên. Các bác đăng ký và nhấn thêm một nút thông báo chuông nữa nhé để được cập nhật, để được theo dõi những cái mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng. Rất nhiều xe. Đấy, toàn những chiếc xe chất và giá cả hợp lý nhé. Và bên cửa hàng em cũng cam kết tới các bác luôn là những chiếc xe nhà em bán là không có lỗi, không có lỗi các bác nhé. Đấy, có xe đi đường chưa to quá đúng không ạ? Mời các bác đến xem xe được cảm nhận về những chiếc xe nhà em nhé. Như vừa em cũng đã chia sẻ với các bác và cũng đã cam kết với các bác là những chiếc xe nhà em bán là không có lỗi, không bị đâm xô, không bị ngập nước, không bị tai nạn, không bị ngập nước đấy ạ. Đấy, và tất cả như là về máy móc, gầm bệ, số má là phải còn ok. Đấy, những chiếc xe nhà em bán thì các bác mua về thì sẵn dùng luôn nhé. Đấy, nếu mà có vấn đề gì xe mà ví dụ trường hợp mà nó bị trục trặc gì đấy thì bên em cũng sẽ cho đi chỉnh chọt luôn. Đấy, và những trường hợp mà nó lặng quá thì sẽ không nhập về nhé. Đấy thì em cũng chia sẻ tới các bác là như vậy. Bây giờ thì em đang quay rất là gần và rất là chi tiết, rất là kỹ về chiếc xe này tới các bác xem nhé. Đấy, đây là phần bên ngoài của chiếc xe và đang tính từ phần đầu đi xuống đúng không ạ? Tính phần đầu đi xuống. Một dàn lốp thì vẫn còn tương đối. Bốn bánh là đều là đang đúc rồi và phanh đĩa ABS cả bốn bánh luôn nha các bác nhé. Đây một cái nước sơn rất là bóng bẩy sạch sẽ đúng không ạ? Đấy, xi nhan tích hợp trên gương và có cả chế độ gương cụp điện luôn các bác nhé. Đấy, em đang quay rất là chi tiết, rất là gần tới các bác xem về cái chiếc xe Captiva này, một chiếc xe 7 chỗ. Đấy, đúng không ạ? Số tự động. Form dáng của xe này rất là đẹp đúng không ạ? Đẹp từ nội ngoại thất luôn. Và chất xe này còn rất là tốt. Giá tiền thì cửa hàng em chào bán thì chỉ có hơn 200 triệu thôi nhé. Chi tiết thì em sẽ ghi vào tiêu đề. Đây các bác xem này, từ một số cái chi tiết này các bác nhìn. Nó còn rất là đẹp, rất là sáng nữa. Từ những con ốc ở vách cửa đây, các bác xem nó vẫn còn màu mực của nhà máy luôn đúng không ạ? Nội thất đây các bác xem này. Ghế da vẫn là ghế da xịn theo xe đấy. Các bác xem này, ghế da xịn theo xe chứ không phải là ghế da mà bọc lại nhé. Đây em giới thiệu sơ qua về nội thất thôi. Còn bây giờ thì
em sẽ quay chi tiết tới các bác xem về chiếc xe này, như là về hình thức bên ngoài, form dáng, form sườn của xe, sơn xi mọi thứ, đúng không ạ? Giọng của em thì nó có giới hạn thôi nhá, vì nói một ngày rất là nhiều, cho nên là không thể nói, cũng không thể nói to và rành mạch, cũng không nói hay được các bác nhá. Em chỉ nói theo cái khả năng của em thôi. Đấy. Nhưng mà làm sao là cũng đem tới các bác những cái thông tin chuẩn nhất và chi tiết nhất, đúng không ạ? Những cái thông tin chính xác nhất. Đây là cái phần phía đằng sau của xe các bác nhá. Xe được trang bị hai ống xả, đúng không ạ? Nhìn rất là mố. Hai ống xả luôn. Biển 34 chính chủ nhá. Ra tên rút hồ sơ ra tên rất là nhanh, rất là gọn, rất là tiện nhá. Thì chiếc xe này em mua của chính chủ ở gần khu vực nhà em ạ. Đây là rút hồ sơ rất là tiện. Đây, trang bị camera lùi các bác nhá. Camera lùi rồi. Đấy, đúng không? Về lớp sơn bên ngoài vẫn còn khá là đẹp. Nói chung là về lớp sơn ngoài các bác mua về thì có thể mình đánh bóng thêm nhé. Đánh bóng thêm thì nó sẽ đẹp thêm, nó sẽ bóng bẩy hơn thêm rất là nhiều. Cái lớp sơn này thì các bác biết là theo năm tháng thì nó sẽ nó sẽ mờ đi một chút, đúng không ạ? Còn đây là lốc của xe này. Đấy, kính thì cũng được bọc dán hết rồi, chống nắng chống nhiệt, đúng không ạ? Lốp tiếp theo của xe này nhé, lốp vào răng đây. Đấy, các bác xem. Xe thì keo chỉ đảm bảo góc luôn, là keo chỉ là còn nguyên hết nhé, không mất phân nào cả. Vâng anh. Keo chỉ là còn nguyên zin hết. Anh đến xem xe gì anh ơi? Vâng. Ông anh ở đâu cũng đến xem xe không biết, nhưng mà vẫn cứ vừa nói chuyện vừa quay video, đúng không ạ? Đèn trước đèn sau vẫn là đèn xịn theo xe các bác nhé, rất đẹp luôn. Đây, một chiếc xe còn zin rất là cao các bác nhé, độ zin rất là cao. Đây là gương của xe đây, em quay chi tiết đây. Đấy, và đăng kiểm một chiếc xe này còn đến đầu năm 2020. Đấy, gương. Bây giờ thì em sẽ mở cánh ra và quay chi tiết tới các bác xem bên trong nội thất của chiếc xe. Các bác đợi em chút nhé. Đây, một cái đây là nội thất của xe đây nhé. Đây, một chiếc xe có cái nội thất rất là sáng, rất là tươi nhá, rất là sáng và rất là tươi luôn. Đây, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết tới các bác xem về chiếc xe này từng bộ phận một nhé. Đây các bác xem này, keo chỉ là nguyên zin hết này, nhưng còn ốc khóa cửa con xe đây các bác thấy này, nó còn rất là sáng luôn, đúng không ạ? Rất là sáng luôn. Chưa hề bị những con ốc chưa hề bị thâm nhá. Đấy, đây là tắp đi cửa của xe đây các bác nhá. Em quay video thì cũng chỉ dùng một chiếc iPhone 6 đời cũ thôi nhá, chứ không phải là một chiếc điện thoại đời mới bây giờ. Đấy, cho nên là quay để mà nói thì những chiếc máy như vậy thì quay thì nó cũng nó không thể là bằng long lanh bằng những chiếc điện thoại đời cao được, đúng không ạ? Nhưng mà em cũng luôn luôn điều chỉnh ánh sáng tốt nhất để các bác xem một cách được chi tiết, đúng không ạ? Đấy các bác xem nhé. Đấy, ghế điện nhé. Đấy, ghế điện các bác xem này. Sàn thì vẫn là sàn lý và được và được là lót cái tấm thảm ở trên đây các bác xem này. Đấy, vách cửa đây nhé. Táp lô đúng không ạ? Táp lô xe rất là sáng luôn. Táp lô xe đây và đồng mặt đồng hồ xe đây các bác nhé. Đấy, về nội thất của chiếc xe này thì rất là tươi và rất là sáng rồi. Đấy, các bác có thể thấy đúng không ạ? Các bác có thể xem đây. Đấy, tất cả đồ nhựa em quay làm sao được chi tiết nhất tới các bác xem. Đấy. Củ số tự động của xe đây các bác xem là cái dòng Captiva thì các bác biết là số nó sẽ là số thẳng, đúng không ạ? Hệ thống điều hòa tự động hoàn toàn nhé, rất là mát. Đấy, màn hình đây là được trang bị màn hình Android rồi các bác nhé, chứ không phải màn hình cơ bình thường. Đây là màn hình Android rồi, nó có rất là nhiều chức năng ở trên cái màn hình này. Phanh tay đây các bác nhé.
Ngọc đồ. Đấy, phần ghế da của xe đây các bác xem này. Rất là đẹp luôn. Đấy, những chiếc xe đấy, em thấy rằng là những chiếc xe Captiva đấy, thường thường là để mà nói thì ít được những con xe mà có được cái bộ ghế da xịn theo xe mà nó còn đẹp như chiếc xe này, đúng không? Đây các bác thấy đúng không? Đấy các bác, em có một điều này chia sẻ các bác nhé, là các bác mua những chiếc xe Captiva đấy, hoặc là xem các bác trước tiên đến xem một chiếc xe Captiva thì các bác chỉ cần xem bộ ghế da thôi, đúng không? Những bộ ghế da, xem đặc biệt là xem phần này nhá, đây phần ghế da này, cái ghế da lái, ghế da của người ngồi lái đấy, người ta ngồi nhiều hay ngồi ít thì các bác chỉ cần nhìn vào cái ghế này, cái mặt ghế này sâu trước nhất, đặc biệt là cái chỗ này, vào chỗ này này, nếu nó mòn đi đấy, nó mòn mà nó lứt, nó dạn rồi nó bạc màu đi thì những chiếc xe đấy sẽ được ngồi rất là nhiều rồi. Đây nhìn các bác có xem cái chiếc như chiếc ghế của em đúng không? Thì các bác có thể thấy này, xe rất là đẹp đẹp luôn, ghế rất là đẹp đúng không? Ghế da vẫn còn rất là đẹp luôn. Đấy, ghế da nó có thể đánh giá được một chiếc xe cơ bản về một chiếc xe Captiva các bác nhé. Em quay chi tiết tới các bác xem về chiếc xe Captiva này nhé. Tắp ly, tắp lô và nội thất ghế cũng như tắp lô trần phào có thứ đúng không? Đấy, những cái bậc để tay lên xuống cũng vẫn là ghế da xịn theo xe luôn các bác nhé, vẫn là da xịn theo xe luôn. Đấy, những chiếc xe Captiva các bác khi xem trước khi các bác quyết định đến xem những chiếc Captiva của một cửa hàng nào đúng không? Bất cứ chỗ nào thì các bác chỉ cần xem và một số cái chi tiết thôi. Đây vừa em cũng chia sẻ với các bác đấy, chỉ cần nhìn một bộ ghế da thôi thì các bác có thể đánh giá một chiếc xe đi nhiều hay đi ít đúng không? Và đây các bác xem bộ ghế da của em nhé, xem tổng thể luôn nhé. Đặc biệt là các bác cứ xem bộ ghế da này này, nếu mà bọc lại rồi thì chắc chắn điều rằng chiếc xe đấy bộ ghế da sẽ rất là cũ rồi, người ta mới bọc lại đúng không? Chứ chẳng ai tự nhiên là bộ ghế da đang đẹp đang xịn như thế này đi bọc lại cả đúng không? Đây mà đã bọc lại thì chắc chắn điều rằng là chiếc xe đấy da sẽ rất là xấu rồi. Đấy, còn đây các bác xem cái bộ ghế da của em đây đúng không? Đấy, từ cái mặt nỉ luôn nhá, mặt nỉ nó còn rất là sáng như này nhá, rất sáng luôn. Đây anh em quay toàn bộ các bác xem cái phần ghế da của chiếc xe tới các bác xem đây nhá. Có thể là chiếc xe của em bán có thể là nó cao hơn một chút so với lại những chiếc xe khác, nhưng mà ở đây là em bán cho những người người ta biết biết chơi nhá, và biết mua, biết thích những chiếc xe đẹp nhá. Em sẽ bán chiếc xe này là với cái giá cũng loanh quanh 200 mấy, gần 300. Đấy, những chiếc xe đẹp bác nào mà khó tính thì có chỉ cần nhìn vào những một số cái chi tiết như thế này thôi đúng không ạ, thì các bác có thể là biết được một chiếc xe nó như thế nào đúng không ạ. Đấy, còn phía đằng sau nhá, phía đằng sau thì nó chỉ có hiện tượng bẩn thôi các bác nhá, còn rất là đẹp luôn. Nếu mà các bác mà mua về mình đi vệ sinh, mình đi vệ sinh thôi, đánh đi thôi thì nó sẽ về cái vị trí đẹp như bên đây này. Đây bên đây, ghế bên đây vẫn đẹp này, ghế bên đây thì nó có một vài chỗ nó hơi bẩn một chút đúng không ạ. Đây hàng ghế da đằng sau của xe đây các bác nhá, hàng ghế thứ ba của xe đây. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là tươi đúng không ạ, rất là sáng. Đấy, cái hàng ghế này thì các bác có thể ngồi 3 người nhá, 3 người lớn cũng rất là ok. Nếu mà người lớn mà to quá thì em nghĩ là hơi chật, nhưng mà nếu mà người 3 người bình thường như em này thì gọi là vừa. Còn 3 người nhỏ thì rộng thoải mái các bác nhá. Bây giờ thì em đang di chuyển sang bên phụ và quay tới các bác xem, các bác cảm nhận về chiếc xe Captiva này nhé. Đấy các bác xem nội thất nó rất là tươi đúng không ạ? Rất là tươi luôn đấy ạ. Em có một chiếc iPhone X nhưng mà nó mới hỏng xong, vì dùng nhiều quá mà, cho nên bây giờ phải dùng cái máy này. Nếu mà thực sự em mà quay những chiếc xe đẹp như này mà quay cái điện thoại đẹp nữa thì sẽ tôn lên rất là nhiều. Các bác nhìn thì kết luôn. Đẹp hay không thì các bác có thể nhìn vào những chi tiết thì các bác có thể thấy đúng không? Các bác có thể cảm nhận thấy.
Đây các bác xem những con ốc vít này, cái vách cửa này đúng không ạ? Đây em đang quay lốt tới các bác xem về cái chiếc xe Captiva này nhé. Đấy, xe chất luôn, xe đại chất luôn đấy ạ. À, và rồi bây giờ thì em đang tiến sâu vào trong và quay chi tiết cho các bác xem cái nội thất bên trong mà tính từ bên phụ đi vào đúng không ạ. Đấy, ghế da của xe đây các bác nhé. Các bác nếu mà đã từng xem nhiều thì các bác có thể là phân biệt được ghế da xịn và ghế da bọc lại đúng không ạ. Đặc trưng của cái dòng Captiva này, ghế da của nó là nó sẽ sần sần như này nhé các bác nhé. Đấy, các bác xem này, nó sẽ sần sần như này. Đấy. Hiện tại thì em đang quay tới các bác xem về cái táp lô của chiếc xe mà đứng từ bên phụ đi vào đúng không ạ. Xe đại chất luôn các bác nhé. Đấy, quay rất là chi tiết và rất là kỹ. Còn đây các bác xem trần nhé. Đấy, trần này, trần phào của xe thì như là mới luôn. Đấy, lộ rất chiếc xe này thì các bác thấy là nó cũng chả khác gì trên một chiếc xe mới cả đúng không ạ. Còn rất là mới. Và bây giờ em sẽ tiến hành quay lốt cái bước gọi là bước máy nhá, phải quay phần máy của xe tới các bác xem nhá. Đấy, xe các bác thấy rằng là rất đẹp đúng không ạ, độ zin còn rất là cao. Đấy, rồi bây giờ thì em sẽ mở cái máy ra và quay chi tiết các bác xem lốt cái phần khoang máy của chiếc xe này nhá. Đấy, các bác xem đây nhá, đây là cái phần cabo của xe này. Đấy, đẹp từ cái cabo đẹp đi đúng không ạ. Đây các bác xem là tem vẫn là tem zin nguyên bản theo xe nhá. Và đây là lý chống nóng này, lý chống nóng của cabo này các bác xem này, rất là đẹp đúng không ạ. Đấy, những cái phần xương rằng của xe đây. Và đây là phần máy của xe nhá, máy thì rất là sáng luôn. Máy thì còn rất là chất các bác nhá. Riêng về máy của chiếc xe này rất là ok. Đây thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu tới các bác xem cái chiếc xe Captiva. Một chiếc xe đại chất luôn đúng không ạ. Bác nào có nhu cầu về chiếc xe này thì các bác hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 093 8586 307 nhá. Đó là số điện thoại của em và các bác kết nối Zalo số đó luôn để được biết thêm. Và các bác đến tại địa chỉ cửa hàng số 156 Ngô Bệ, phường Bình Tân, thành phố Hải Dương để được xem xe và cảm nhận về chiếc xe này nhá. Rồi ok, em xin chân thành cảm ơn ạ.